Alo, chào bạn nha. Thì hôm nay cái video này chia sẻ cái thắc mắc của các bạn hôm trước. Chúng ta xài cái đường cáp để chúng ta bắt đài á, thì đây ngõ CATV đối với những cái dòng modem nào có cái con này thì chúng ta sẽ xài cái đường cáp này ha. Thì cái modem này là F68 mà mọi người. Thì bạn nào xài cái con này hoặc là còn những con tương tự, các bạn có thể làm theo cách này ha. Thì đây là cái ngõ ra đường cáp nè, các bạn có thể chia một cái ngõ ngay chỗ này cũng được ha, hoặc là các bạn làm theo cách của mình đang làm như thế này, thì tại đó các bạn sẽ chia một cái có ngã ba đó ha. Chúng ta chia ra thì chỗ đó chúng ta chia ra một đường in và những cái đường ra tùy theo cái thiết bị của bạn ha. Chào các bạn.